Mày là cái đồ ăn hại. Có cái điện thoại à? Cũng làm xong nữa. Mày thấy chưa? Con mồi đế bở. Mày mất cái. Tôi xin lỗi cái gì? Mày là đồ đúng nha. Từ bây giờ tới mai tao bỏ đế luôn. Bây giờ mày đi bán tiếp. Từ bây giờ tới tối mày bán không hết á. Mày nhìn lừa với tao. Chị nè, sao chị tốt với em quá vậy? Mới là sáng em còn lấy đồ của chị. Vậy mà bây giờ chị còn mua đồ ăn thức uống cho em nữa. Chị không ghét em hả? Sao lại ghét em? Nếu cuộc sống dễ dàng hơn thì không ai muốn làm sai trái cả. Chị tin bản chất em không xấu. Không ai thật sự xấu cả. Chỉ là những người như em không may mắn một chút. Ủa? Vậy nghèo là không được quyền may mắn hả chị? May mắn là do mình tự tạo nên. Nếu em chỉ biết nghe đi số phận sắp đặt thì không may mắn nào giúp được em cả. Em ăn xong rồi thì tranh thủ chạy với bà nha. Bà đang đợi đó. Chị ơi! Mười số cô. Mày đi đâu giờ mới về? Rồi mày có lấy được cái gì không? Bán vé số hết chưa? Không. Từ hôm nay tôi sẽ không đi theo bà nữa. Tôi sẽ không ăn trộm ăn cướp. Cũng sẽ không lừa gạt ai nữa. Mày. Thì ra bộ mặt thật của người bà đạo đức là như thế này đây. Ngoài hàng ra bà còn bao nhiêu đứa cháu đang lang thang mưu sinh để kiếm tiền gì cho bà nữa đây? Là mày, cái con quỷ, mày phản bội tao. Tôi đã báo chính quyền rồi. Họ đã bao vây khu vực này. Đường dây chăn dắt trẻ lang thang ăn xin móc túi của bà sẽ sớm bị dẹp thôi. Mày á, tôi còn tập. Chị, em làm như vậy có đúng không chị? Em đừng sợ, em làm rất đúng. Phải biết vượt qua nghịch cảnh thì mới mong tới tương lai tốt đẹp được. Với lại em đang giải thoát cho nhiều bạn nhỏ đang có hoàn cảnh giống em mà. Còn bà ta sẽ không thoát được đâu.